Sau đây là phần trở lại của nữ ca sĩ Thục Chánh Thanh Trúc. Xin quý vị một tràng pháo tay lại cho phần trở lại của nữ ca sĩ Thanh Trúc. Và ca sĩ Minh Thuận và Nhật Hào trở lại phần kế. Và cũng xin nhắc luôn là ca sĩ Nhật Hào có mang một số CD và mua một tặng bốn. Và được chụp hình luôn. Tôi cũng có mang một số CD nhưng mà mua một tặng ba thôi. Nhưng mà ai chụp hình với tôi mà con gái tôi tặng tiền lại. Anh Vinh cũng có mang một số CD mua một tặng ba, trong đó anh Vinh sẽ kèm thêm tờ 50 nữa. Và cũng để nói tới chương trình, chúng tôi xin được mời anh chị ra sàn biết với nhạc phẩm Xin Hãy Rời Xa với thể loại rumba. Một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Thanh Trúc của nhóm Hải Đăng.
khi đã xa từ. Người yêu ơi, xin hãy rời xa. Cho bao đớn đau theo dòng đời trôi dần sẽ mai. Cho ta đắm say rồi mai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình hỡi, tim ta giàu vai với những yêu thương riêng một mình em. Khi đã xa từ, người yêu ơi xin hãy quên màu. Cho bao đớn đau tháng ngày xa nhau rồi cũng phai. Hãy em đi cho ta đắm say dù ai xa cách ta thêm đắng cay. Này người tình hỡi, nỗi nhớ ấm thầm cho hạnh phúc em, cho tình đã qua giờ xa cách rồi. Người yêu ơi xin hãy quên mau. Cho bao đớn đau một ngày qua mau rồi cũng phải. Thank you.